Mời em. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu. Mẹ cha lên hôi rước dâu bằng xuồng ba lá, áo cưới hình đôi bồ cầu, khăn quàng vằn. Quên lại. Ba câu gửi á. Quên lại. Bốn câu mà mới có ba câu gửi à. Hôm nay Tường sẽ kết nối cho cặp đôi như thế nào đây? Họ sẽ có những chia sẻ về câu chuyện cuộc đời họ như thế nào? Xin mời quý vị hãy bắt đầu theo dõi chương trình ngày hôm nay. Rồi, mời em gái. Rồi. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ em trai sẽ giới thiệu trước về những thông tin của mình nha. Mời bạn. Xin chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và cũng như xin chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Xuân Quế, năm 1985, quê quán ở Tây Ninh. Quế đang làm công việc gì? Cả trước kia thì em chạy xe chở ship, nhưng mà hiện tại thì mới nghỉ đây. Hiện tại thì đang mua một chiếc xe tải, đang đi bán trái cây, giao trái cây cho người ta. Là hồi trước là mình làm tài xế để mình chở chở sếp. Dạ. À, rồi bây giờ là nghỉ nhưng vẫn làm nghề tài xế mà giờ lên chạy xe tải. Dạ, tại vì muốn ra kinh doanh riêng cho mình. Trái cây là trái cây mình chở cho người ta hay là mình tự kinh doanh luôn? Đi vô vườn lấy trái cây về bỏ cho người ta kinh doanh. À, mình đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Bình Dương. Bình Dương là đoạn nào em? Ở Dĩ An, Bình Dương. À, Dĩ An, Bình Dương là cũng gần thành phố đúng không? Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Bạch Ngọc. Em là giáo viên mầm non, sinh sống làm việc ở quận Thủ Đức luôn. Gia đình em thì cũng có 8 chị em gái. Với lại còn 8 chị em gái. Em thứ mấy? Em út. Em là út. Rồi mấy chị gái là lập gia đình hết chưa? Mấy chị gái lập gia đình hết rồi. Còn một mình em nữa thôi đó phải không? Nên là hiện tại là em sống với mẹ. Rồi em năm nay nhiêu tuổi cưng? Em 83. 83. Nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Dạ. Chịu câu này không? Dạ chịu. Bây giờ em giới thiệu xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là quan tâm đến người khác và chăm sóc gia đình. Rồi. Rồi luôn chủ động trong cái công việc. Còn cái điểm yếu của em là có đôi lúc có cái lời nói của em đối với lại những người thân quen thì hơi thẳng thắn, nhưng mà tuy nhiên nó vẫn nhẹ nhàng nhưng mà không có xúc phạm tới người khác, chỉ là thẳng thắn để cho hiểu nhau hơn thôi. Dạ. Còn gì đặc biệt nữa không? Có tật xấu gì không? Tật xấu thì nó cũng lâu lâu hơi hay quên. Hay quên. Dạ. Thôi những cái đó là cũng những cái, trời ơi giờ ai cũng vậy. Nhiều khi công việc nhiều quá rồi mình cũng quên. Quên tạm thời thôi. Dạ. Chứ cái gì cần nhớ là nhớ đúng dai phải không? À, phụ nữ hay vậy tôi biết mà. Rồi vậy còn bạn vui lên. Trời ơi hẹn hò cái bạn gái sao mặt buồn so vậy? Tại gung. Gung gì mà gung. Rồi sao điểm mạnh điểm yếu của mình? Dạ điểm mạnh của em là biết quan tâm gia đình, chăm sóc cho gia đình vợ con. Một cái đam mê của em là đam mê ca hát với là âm nhạc. Làm một đoạn liền đi cho bớt gung. Rồi nói tiếp. Mời em. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu. Mẹ cha lên hôi rước dâu bằng xuồng ba lá, áo cưới hình đôi bồ cầu, khăn quàng vằn. Quên lại. Ba câu gửi á. Quên lại. Bốn câu mà mới có ba câu gửi à. Có kế hoạch đám cưới chưa? Dạ có rồi. Bao lâu nữa? Bạn bên kia cho cơ hội để làm quen thì hai người tìm hiểu, trong quá trình tìm hiểu nếu cảm thấy hợp với nhau thì mình sẽ tiến tới. Rồi, thế bên đây em sao? Tình trường bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có quen, nói chung là hồi lâu rồi có quen một anh đó, nhưng mà sau đó thì vì cái tính tình cũng không hợp nhau á nên là chia tay. Chia tay rồi sau cũng có người thích em nhưng mà em cảm giác là không có đến được nên là không có tìm hiểu. Từ đó tới giờ là vẫn chưa quen ai. Là rốt cuộc là có một anh. Một anh là em cảm thấy là sâu sắc trong đó. Quen được bao lâu? Cũng mấy tháng thôi chị. Có mấy tháng thôi, làm sao sâu và sắc? Không phải, nhưng mà tại vì cũng hai bên gia đình biết nhau nên là cũng dự định là tiến tới hôn nhân. Đó nên mà vì... Tại sao chia tay? Chắc cũng có một số hiểu lầm nhau mà anh đó ảnh kiểu như là không tiện để nói ra. Ví dụ cụ thể cái hiểu lầm gì? Về những cái công việc của ảnh, thời gian không dành nhiều cho mình. Rồi. Ví dụ như những cái ngày lễ thì những cái người hay quen nhau thì sẽ đi cùng nhau và có những cái lời nói gì đó. Nhưng mà trong đây thì em cảm giác như là không có những cái đó. Rồi em hỏi ảnh. Em hỏi ảnh. Rồi ảnh im lặng. Thì ảnh im lặng. Từ đó tới nay bao lâu rồi? Thì cũng mấy năm rồi chị. Trời ơi, một cô gái dễ thương như vậy mà bao nhiêu năm trời chỉ có một mối tình có mấy tháng thôi mà còn chưa được trọn vẹn nữa. Còn em thì sao? Dạ em có hai mối tình này chị. Hai mối tình, kể nghe coi. Mối tình đầu tiên là người vợ em.
Ồ, có vợ rồi hả? Dạ, em có vợ rồi. Có con dạ, chưa? Dạ, có rồi chị. Mấy tuổi? Đứa lớn, nhỏ gái lớn là 15 tuổi, đứa trai nhỏ 13 tuổi chị. Hai đứa con, 15 với 13. Trời ơi, tuổi trẻ tài cao dữ chú. Đó, mới 19 tuổi lập gia đình. Trời đất ơi, rồi chia tay vợ bao lâu rồi? Hơn 10 năm rồi chị. Ở nhau được bao lâu? Ở chắc... tại vì đẻ con cái năm 1 á, nhưng mà ở nhau chừng khoảng 3 năm gì đó là ly dị rồi. Con đứa đẻ đứa nhỏ ra mới có được chưa được tuổi là ly dị. Trời đất. Hai đứa con em nuôi luôn? Dạ, hai đứa con em nuôi từ đó tới giờ luôn. Rồi hiện giờ là hai đứa nhỏ ở với ai? Em cũng có cái mẹ cho miếng đất trên nhà, có các cái nhà nhỏ kế bên là nhà trên Tây Ninh á. Dạ, Tây Ninh á. Là hai đứa cháu ở gần bà nội? Dạ, sát bà nội. Còn em là giờ anh đi làm lại mở với Bình Dương luôn. Dạ. Rồi bao lâu về thăm con một lần? Có khi tháng, có khi nửa tháng thì lo em đi làm, nếu đi ngang về em thăm. Còn không có việc gì đó mới về. Coi như là hai đứa nhỏ là ở nhà riêng, nhưng mà có bà nội chạy qua chạy lại với bà nội. Dạ đúng rồi chị. Tụi nó lo được cơm nước đồ này kia hết mọi thứ được rồi, phải không? Có được, đứa lớn nó lớn tự lo hết rồi. Đứa lớn là gái đúng không? Dạ. Chị gái lo được cho em trai ha, thôi cũng ổn rồi. Hai đứa nhỏ nó có ý kiến gì về việc em tiến thêm bước nữa không? Dạ không chị, đứa nhỏ hồi năm rồi còn đi học mà năm nay mới nghỉ nghỉ hồi năm rồi luôn chứ. Ủa sao chị nghỉ học sớm tại vậy? Tại vì em cho đi học thì không chịu đi học nữa, kêu giờ nghỉ ra làm, kêu kiểu nghe bà nội với lại cho sớm nói, kêu để đi ra làm tự lập tự lo cho cuộc sống này, cho ba tự kiếm cuộc sống riêng của mình, cứ lo từ nhỏ lớn đến giờ. Trời ý kiến nó vậy cho nên nó không chịu đi học, nó lo cho con không đi học được. Con muốn vậy đó, nó muốn tự đi làm kiếm tiền chứ nó không cần ba nuôi nữa. Dạ. Còn em còn đi học? Dạ em còn đi học. Ôi ráng lo cho con nhỏ đi học hành nha, con gái thì tới đó cũng được, nhưng mà con trai ráng cho nó học hành ít nhất tốt nghiệp 12 rồi đàng hoàng nha. Dạ. Đừng để con nghỉ học nữa nha. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Vậy mối tình thứ hai quen chia tay đây cách đây cũng 2 năm rồi. Quen được bao lâu? Quen cũng khoảng 8 tháng 9 tháng gì đó, cũng như làm ở Bình Dương luôn. Người đó thì quê ở Hà Tĩnh. Nhưng mà đi vào Bình Dương làm công nhân. Rồi trong thời gian quen tìm hiểu ở đây thì hai đứa quen nhau, về tới quê ngoài Hà Tĩnh ngoài thì gia đình không chấp nhận, gia đình kêu nếu như mà chấp nhận hai đứa đến nhau thì vẫn chấp nhận, nhưng mà với một điều kiện là con em cứ giao cho nội hay là giao cho ai cũng được, còn nếu em nuôi là người ta không đồng ý, cho nên là có nghĩa là người ta đồng ý gả con gái cho em với điều kiện là em phải giao con cho bà nội nuôi. Dạ. Còn em mà nuôi con thì là người ta không gả. Dạ đúng rồi. Ủa gì kỳ vậy? Tại bên kia cũng có đứa con trai cũng lớn rồi, với lại bên nhà người ta không đồng ý nữa, người ta nói là bên đó cũng gãy đổ luôn, cũng có đứa con trai riêng nữa. Dạ. Nghe hoàn cảnh của ảnh trước tiên em thấy sao cái đã, cảm nhận như thế nào? Thấy hoàn cảnh của cái anh bên đó thì cũng hơi buồn. Dạ, buồn, nhất là buồn cho hai đứa nhỏ. Tại vì bản thân em á là dạy về mầm non, nên là tất cả cái gì á là về tốt nhất là em đều dành cho trẻ hết. Nếu như mà không cái sự việc mà giữa hai người lớn mà không quá đến mức độ mà để ly dị á thì cũng không nên lắm. Tại vì bây giờ nó thiếu thốn tình cảm á, mà giờ ở xa cha xa mẹ nữa thì không biết cái tình cảm rồi bé nó như thế nào á, thành ra là cũng buồn cho bên đó. Thì thật ra cũng may mà ảnh cũng có cái điều kiện ổn định, cũng có được cái nhà cho tụi nhỏ yên ổn để ở. Thật ra cũng có bà nội kế bên thì cũng không đến nỗi nào, cũng chạy ra chạy vào. Chứ thật ra đàn ông dù có sâu sát cỡ nào, gà trống nuôi con mà cũng không thể bằng cái sự chăm sóc của người mẹ được. Rồi cảm ơn hai bạn đã chia sẻ về cái việc tình cảm ha. Thế bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cũng muốn tìm người bạn trai thì cũng độc lập, bao dung, với lại biết chăm sóc gia đình. Về ngoại hình có yêu cầu gì? Ngoại hình thì chắc cao trên 1m65 là được. Rồi vậy còn em? Dạ em cần tìm một người phụ nữ hiểu về hoàn cảnh của em, biết thông cảm, chia sẻ, lo lắng cho gia đình là được rồi chị. Thế còn cái bề ngoài hay là mọi cái thứ em không quan tâm đến chị. Mà có hình không em? Có coi hình coi nè. Trời ơi, đứng sắp lớp vậy đó hả? 2, 4. Ủa sao mới có 7 vậy? Đó đám cưới chị Chính em. Cho nên cô dâu không có mặt ở đây. Đó, một vàng đó, 8 cô tiên nữ. Ủa quên, 7 cô tiên nữ. Đây, 3 chàng trai chọn một chàng. Tìm đi coi cô gái ấy là ai. Cầm lên, cầm hình lên coi đi em. Con gái Út nha. Đó, Út đó, với 6 bà chị. Ảnh là ai? Em nghĩ nè. Tại sao chọn anh đó? Tại em thích người hút thuốc. Không thích người hút thuốc. Vậy sao không chọn anh giữa? Không, anh giữa em nghĩ là ông sếp của ảnh. Ông sếp của ảnh hả? Ủa cái này đi uống cà phê với bạn bè đó. Rồi vậy là chỉ anh áo xanh ngồi bên tay trái. Bên đây chọn ai? Cái này không được. Cô áo trắng phải không? Rồi để xem. Nhìn về cửa trái tim thì tôi sẽ mở cửa trái tim này ra cho hai bạn xem cảm nhận của mình hôm nay đúng không. 1 2 3. Mở cửa trái tim.
Chọn anh sếp đi là đúng rồi, trời ơi. Em có món quà để tặng cho em. Cổ tưởng đâu cái anh áo trắng chính giữa là sếp của em. Em cũng có món quà tặng cho anh. Cảm ơn. Rồi, dễ thương ha. Xem quà quà là gì vậy cưng? Coi coi mở quà đó là gì? Này là... Ý nghĩa của nó là gì? Em muốn tặng cho cái anh này là một cây viết, là khi nào mà sử dụng cây viết thì nhớ đến em. Trong đó là có kèm thêm hai cái lục viết nữa. Ví dụ như là lúc mà hết cái thì mình có thể thay vô để mà tự hào. Rồi, còn cuốn sách? Còn cuốn sách này là nói là đời mình còn dài nên là không có gì phải hoang mang. Thật ra là có những cái câu chuyện nhỏ trong đó. Sao nó trùng hợp với hoàn cảnh của anh này vậy ta? Đời còn dài lắm, cứ từ từ bình tĩnh sống nha cưng nha. Dạ. Rồi, bây giờ hai bạn sẽ có thời gian riêng tư để trò chuyện với nhau. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Xin mời hai bạn thưởng thức món đu đủ gỏi Thái nha. Nhìn rất là hấp dẫn, trang trí bắt mắt. Nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau tự nhiên nha. Yeah. Ít phút nữa thôi chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn ngon miệng. Anh mời em. Mời anh. Em ở Thủ Đức, ở ngay chợ luôn hay hay sao chợ em? Dạ ngay chợ Thủ Đức luôn. Chợ. Sao luôn Bưu Điện á. Bưu Điện Thủ Đức. Chợ đó chợ anh cũng biết, tại mới đi ngang hồi nãy đi ra đây cũng đi đường đó, nhưng đường đó hoài. Không biết. Em đi dạy chắc là Chủ nhật em được nghỉ đúng không? Em dạy bên trường của nhà nước nên là thứ bảy Chủ nhật được nghỉ. Dạ. Nếu như mà tiến tới để mà có cái một cái kế hoạch gì đó thật sự á, cho cái tương lai á, thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Ví dụ như bây giờ đã có hai bé rồi, thì bây giờ tiến tới thì gia đình nào cũng phải cần có em bé. Thành ra là anh sẽ nghĩ chuyện đó như thế nào? Vì cái lúc mà anh đi dạy xong, hồi còn sống với vợ á, thì ở chung với mẹ. Nhưng mà khi đi dạy xong, anh hai đứa nhỏ anh cũng cố gắng anh làm cái nhà riêng để cho hai đứa con ở, là cái dự tính của anh sau này nếu có lập gia đình nữa. Thì một là anh sẽ ở Bình Dương, thì anh làm Bình Dương đang quen công việc Bình Dương rồi. Còn hai là có thể là tùy vào cái hoàn cảnh ở lúc sau khi lập gia đình. Còn con cái thì anh cũng như là có chỗ để cho nó ấy ở rồi. Cái công việc của anh á, thì có đi cái xe tải đường dài hay không? À không em. Tại anh đi lấy hàng dòng ở Đồng Nai với ở miền Tây, mình về giao lại cho mấy cái mối bạn hàng ở chợ Dĩ An rồi với vòng vòng để thiêu rồi thôi, vòng gần nhà không. Vậy sao công việc thì anh thích làm cái gì? Anh đi làm về anh chỉ có một là anh thiêu, anh gắn tranh đá lên, gắn tranh đá theo tường á. Còn không thì chỉ nghe nhạc với hát nhạc thôi. Với lại nếu mà thời gian rảnh, nhưng mà thời gian của anh thì ít rảnh lắm. Tại vì lý do là lúc trước đi chợ ship cũng sáng đi sớm tới chiều mới về, 8 giờ mới về. Mà hiện tại bây giờ đang đi giao hàng thì cũng khoảng 5 giờ sáng anh đi rồi. Rồi đi về tới nhà thì cũng tầm khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ. Vậy ví dụ như có một cuộc sống mới nữa thì anh sẽ chăm sóc cái gia đình anh như thế nào? Thì mình sắp xếp công việc. Nếu như mình có quen một cuộc sống mới á, tại vì cái thời gian buổi trưa của anh đi giao hàng á là sáng anh đi 5 giờ. Nhưng mà nếu cái thời gian mà trưa anh đi một mình á, cho nên là nếu anh còn giao hàng còn dư lại á, anh mới là đi bán lẻ ra luôn. Còn nếu như mà có gia đình thì sắp xếp cái công việc cái trưa, tại vì bữa trưa mình vẫn ở nhà, chỉ là chiều mới về, thì về sớm giao hàng rồi về sớm. Cuộc sống của anh nãy anh chia sẻ cũng vậy rồi, thì nếu được em thông cảm, em hiểu được thì em cho anh một cái cơ hội để bước thêm một bước nữa. Cái thời gian ở đây mình nói chuyện nó cũng không có được nhiều, nó không hiểu được hết. Nhưng mà được thì em cho cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu nhau. Với lại giờ khi mà anh đi làm với những cái về mà những cái công tác xã hội á, thì anh có thích tham gia không? Nói thật lòng thì anh thích, nhưng mà lại thời gian nó không có để đi. Như đi hát hò rồi thì mình thích hát hết đời vậy thôi. Chứ còn đi ngày rằm hay ngày 30 đâu á, chỉ có đi lên chùa thôi, chứ cũng không có đi sắp xếp thời gian để rảnh đi lên chùa thôi, chứ không có đi mấy cái hoạt động đó. Tại vì lý do không có cái thời gian để mình đi được nhiều á. Nhà em á thì cũng còn mẹ cũng lớn tuổi. Em sống với mẹ đến nay là cũng hai mươi mấy năm rồi, là cũng hai mẹ con trò chuyện với nhau là thường xuyên. Thì em muốn là có cái thời gian để chăm sóc mẹ nhiều hơn. Thành ra là khi mà quen nhau thì em cũng muốn cái người bạn của em là cũng cùng chăm sóc với mẹ. Mẹ thì mẹ hai bên, tại vì Bình Dương với Thủ Đức thì cũng gần, thì mình cũng có thể thường xuyên qua lại vậy đó. Còn thí dụ tới khi mà anh rảnh rỗi thì có thể về Tây Ninh. Cái đó thì em yên tâm đi, tại vì do anh hồi lúc trước anh lập gia đình cũng vậy, anh về bên vợ, nói chung là ai cũng quý cũng mến hết á.
Tại vì cho nên cái thời gian mà để mình sắp xếp mà để thăm mẹ, nếu mà rảnh thì hai đứa có thể đi, rảnh thì có thể đi được mà. Tại vì từ Bình Dương qua bến đến Thủ Đức nó có mấy cây số à, đâu có xa đâu. Ừ. Rồi ra ngoài rồi mà sao nhà tới 8 chị mà bữa nay đi có 2 chị vậy? Thiệt tình luôn. Mời phụ huynh của hai gia đình đại diện vào đây ạ. À. Đây là bên đây phải không? Họ nhà gái phải không? Này chị thứ mấy? Chị thứ 8. Chị thứ 8. Rồi mời chị. Bên đây chị của bạn trai phải không? Dạ. Hai chị đứng hai bên nè. Chị 8 giới thiệu trước là chị 8 tên gì chị 8? Chị 8 tên là Bạch Ngọc Thùy Vi. À, chị 8 năm nay nhiêu tuổi? Chị 8 42 tuổi. 42 tuổi. Chắc cưng em gái dữ lắm, còn đứa nhỏ chưa có gả ha. Ở nhà má hay là mấy chị kia có nay có dặn dò gì bữa nay không? Ừ, dặn là Út đi, Út dù gì Út cũng cho mình cơ hội. Cho mình cơ hội. Nhưng mà giờ với cái sự hiện diện của bạn trai bên đây thì Tám có nhận xét gì? Thấy bạn này nói chuyện nghe cũng thật. Thấy hoàn cảnh bên đó là cũng là thấy thương hai đứa nhỏ. Nhưng mà gia đình mình có ngại không? Vấn đề ngại thì mình không ngại. Quan trọng là hai bạn sống với nhau hạnh phúc là ok. Dạ. Yeah. Thế còn chị giới thiệu chị tên gì đi ạ? Dạ em tên Lan. Lan, chị Lan năm nay nhiêu tuổi? Em 38 tuổi. Là chị sao của... chị họ của ta, của Quế. Chị họ của Quế. Dạ. Rồi chị là đang sống ở Tây Ninh hay là ở Bình Dương? Em đang ở Bình Dương. Dạ, nhận xét về Quế thì chị thấy là Quế có những cái còn có những khuyết điểm hay là những cái tật xấu gì không? Dạ em thấy em của em thì thấy cũng ổn, tại vì biết lo làm ăn. Còn cái hoàn cảnh của em hoàn cảnh của em đó thì em thấy cũng thương. Bây giờ em cũng hy vọng là như là nếu mà em này thương như kiểu cho hai bên tìm hiểu với nhau, cho một cơ hội với nhau, ăn làm quen. Dạ, chị nhận thấy bạn gái này như thế nào? Thấy dễ thương, hiền. Thì em cũng hy vọng là cho em gái này, cho em của em là một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Cho em một cơ hội ha. Dạ. Nhưng mà thật sự mọi sự cố gắng là cũng phải từ bạn trai. Đúng. Rồi còn chị, nói một câu với em gái mình luôn để trước khi mà hai bọn trẻ quyết định. Hạnh phúc là do bạn thôi. Dạ. Thì bạn cho bạn đó cơ hội tìm hiểu với nhau, tự hai người tìm hiểu với nhau để với nhau. Em đứng lên nè, nói thế mặt câu em trai sao? Thì cũng hiền chứ. Thuyết phục chị vợ tương lai coi, biết đâu được. Rồi về một chị này là nói ra tới 8 chị kia lận đó. Em nói một câu thể hiện bản lĩnh mình coi nè. Hoàn cảnh của em nó cũng vậy rồi, với em mong bạn gái với lại chị gia đình của mình cho em một cơ hội để bước thêm một bước nữa. Em hứa em sẽ làm một người tốt hoàn hảo nhất có thể, sẽ không để cho hy vọng mất hy vọng. Thì giờ mình biết nói gì hơn, cứ ghi nhận thôi. Ghi nhận là bạn nói vậy thì mình nghe vậy thôi. Dạ. Quan trọng là bạn này. Dạ. Bạn này với bạn này, hai bạn cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn hai chị với những cái lời chia sẻ rất chân thành nha. Rồi, chúng ta sẽ nha. Tiếp tục theo dõi cái bước phát triển. Đừng kế tiếp như thế nào. Đừng run nghe Út. Run gì Út ơi, tình yêu mà run gì Út ơi. Gia đình ủng hộ Út không? Bây giờ mình sẽ chơi một ít trò chơi nữa nha, của chương trình dành cho hai bạn. Mời hai bạn mỗi người bóc một lá bài, mình đọc lớn lên yêu cầu của trong này đưa ra cho mình nha. Mời em. Rồi bạn gái đọc trước đi em. Bạn gái hãy vừa hát vừa múa minh họa một ca khúc dễ thương khiến bạn nam thật bật cười. Bình thường thì em hát cũng được, nhưng mà do mấy bữa nay á là mình thời tiết là mình giận vậy. Trời ơi, hát cho vui cho người ta bật cười thôi, có phải hát biểu diễn trên sân khấu đâu. Mời em. Đưa tay kịp lại bạn gái. Dịch corona hay tránh xa người ra, dịch này mà lây lan nhanh sẽ gieo khắm qua địa cầu. Cười chưa? Có chị. Trời ơi, có cười rồi, tôi chưa thấy luôn á. Vui lên. Rồi đọc cái câu cho nó cho chị coi. Bạn nam hãy cộng bằng nữ đi một vòng, vừa đi vừa hát một ca khúc dễ thương. Váy hả? Thôi giờ bạn trai đứng lên qua bên đây, xin mượn cái tay bạn gái, đứng nắm tay bạn gái, rồi hát một bài tặng bạn gái, được không? Mình quên bài gì luôn. Trời ơi, quên bài gì, ông mới qua tới đó ông quên bài gì luôn rồi. Bây giờ xin nắm tay bạn gái trước đi. Xin phép gia đình với xin phép em cho anh. Rồi, có động lực nắm chứ phải bắt tay, nắm tay hai tay đi cho rồi cho nó chắc, đỡ run. Rồi nhớ bài hát đi. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu. Mẹ cha lên hôi rước dâu bằng xuông ba lá, áo cưới hình đôi bồ câu, khăn quàng rằng đừng nói bác đâu. Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu bác tiền. Trời ơi, đợt quá, đợt này được 5 câu rồi. Có nắm tay có thêm động lực. Rồi, từ chỗ đi hai bạn. Rồi bây giờ, trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, thì chị muốn hai bạn nhìn nhau một xíu qua trái tim này, lắng động lại ha, kiểm tra xem từ nãy giờ mình trao đổi với nhau những gì, kiểm tra lại cảm xúc của mình. Mỗi người chỉ muốn là nói với đối phương một câu nữa thôi, nói cái gì cũng được, tận lòng mình. Cảm xúc hiện tại
thích hay không thích, rung động hay không rung động, cảm nghĩ gì về đối phương hoặc là bản thân mình cảm nhận gì về cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Mỗi người một câu chân thành rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Rồi mời hai bạn. Trước tiên em cũng xin cảm ơn chương trình và cảm ơn chị Cát Tường đã tạo điều kiện cho hai đứa em gặp trong buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng rằng cái cuộc trò chuyện hồi nãy giờ tuy rằng nó ngắn ngủi nhưng mà mong em hiểu và cho anh một cơ hội để có thêm một cái gia đình nhỏ của mình. Anh hứa sẽ không để cho em phải thất vọng về một cái gia đình nhỏ của mình. Mời em gái, em muốn nói gì không? Em cũng cảm ơn chương trình. Vậy cảm ơn chị Cát Tường đã kết nối cho những cái tâm hồn FA. Ra là qua cái tiếp xúc với anh này thì em nghĩ là anh này có cái sự chân thật ở trong đó. Thì em cũng cảm động về cái sự chân thành đó. Rồi, bao nhiêu đó là được rồi, chúng ta hãy tự suy nghĩ, tự cảm nhận. Và bây giờ các bạn hãy đến với cái giây phút này. Đây là cái giây phút mình sống thật nhất với trái tim của mình. Chúng ta bấm nút khi thật sự có sự rung động. Bấm nút khi cảm thấy đối phương thật sự là một nửa mà mình đang tìm kiếm. Bấm nút khi nghĩ rằng đối phương có thể mang đến cho chúng ta một cái khoảng thời gian bên nhau tìm hiểu thật ngọt ngào. Chúng ta không bấm nút vì lịch sự, không bấm nút vì tội nghiệp, không bấm nút vì hoàn cảnh, mà phải bấm nút vì thật sự sự rung động của ta. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý thì bấm nút thật mạnh, không đồng ý có quyền rút tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn về bên đây ạ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cảm ơn vì đã đến với chương trình. Cảm ơn đã có những phút rất là trải lòng, rất là chân thành. Thưa quý vị, không biết mọi người theo dõi trên sóng truyền hình thì mọi người thấy như thế nào. Nhưng Cát Tường đứng tại đây thì cảm nhận được sự chân thành của cặp đôi này. Đặc biệt Tường rất trân trọng cái tình cảm của cô gái. Mặc dù là chưa một lần kết hôn nhưng mà cô ấy có những cái cảm xúc rất là sâu sắc. Cũng có lẽ là do tiếp xúc nhiều với trẻ con từ nhỏ nên cô có một cái tấm lòng rất là rộng lượng, rất là bao dung, rất là tình cảm, và chị rất là trân trọng. Cảm ơn hai bạn và chúc cho hai bạn sẽ có những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Đây, bây giờ thay mặt chương trình gửi tặng cho các bạn cặp vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây là món quà tặng cho em để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Em cũng thấy là cái anh này thì đầu tiên gì cũng phải từ cái sự chân thành. Nhưng mà em cũng hy vọng là trong cái tình yêu á, mình phải có cái sự chủ động. Nếu mình không chủ động thì cái tình yêu sẽ từ từ biến mất. Em ra là mình có gì đó mình cũng phải mạnh dạn hơn một chút xíu nữa. Quá rụt rè thì cũng không tốt lắm. Anh sẽ cố gắng, tại vì trước giờ anh ít có tiếp xúc với ở bên ngoài á, cho nên là cái sự giao tiếp của anh nó hơi bị rụt rè. Có gì anh sẽ cố gắng khắc phục. Nhưng mà anh cũng rất vui rồi, hôm nay em đã đồng ý cho anh được làm quen với em. Thầy cũng cảm ơn chương trình rất nhiều. Anh có bắt buộc là người vợ phải là lúc nào cũng phải là bếp núc không? Không em, tại vì do cái công việc bây giờ, như mà đi làm thì nếu có người vợ sau này á, nhưng công việc thì hai đứa đi làm, mỗi công việc nó là khác nhau rồi. Thì khi mà về đến nhà thì nếu mà anh về trước, anh vẫn có thể vào bếp để nấu những món ăn này kia để cho em, chờ em về ăn. Còn nếu em về trước em có thể làm những gì đó, thì còn những gì ngon hay dở cái đó là dễ do hai mình tự khắc phục với nhau thôi, cái đó không đòi hỏi gì cả mấy. Thì anh có nghĩ là chia sẻ trong gia đình là tốt không? Cái đó thì anh nghĩ là rất tốt, thì cái bản chất anh từ xưa giờ là chia sẻ công việc gia đình với vợ con là đều làm hết, chứ không có phải là giống như người ta nói là gia trưởng á, thì đó thật sự anh không có. Dạ. Anh đều làm việc nhà hết, nhưng mà thay thế vợ con làm việc gì đó. Đây cái vị ngon nhà hàng này, vị ngon, đúng vị ngon. Chút nữa xong anh có thể mời em với anh chị gia đình mình ra uống cà phê ăn gì đấy. Thì lát nữa anh nói với anh chị cũng được. Đây, được rồi. Cứ nghe nè, không kệ đó, bắt tay cái đi. Đừng có run, tự tin lên. Tại giờ cứ nhát. Thôi tự tin lên, đừng có run. Trước lạ sao quen. Hai gia đình từ từ làm quen. Ngồi đi xấu càng. Đừng có run. Dạ, nhà mình thì rất là thoải mái tìm hiểu. Dạ, thì trước mắt thì cứ tìm hiểu. Mình quan trọng là mình thật lòng. Hai bạn thì cho nhau tìm hiểu, cho nhau một cơ hội.
Chào nha cô. Cảm ơn gia đình. Đừng run, tự tin lên. Nói chuyện với con gái đi. Đừng run, tự tin lên, tự tin. Út Mai, tự tin, đừng run. Thấy đúng không? Cậu không có được nói gì người trong cuộc. Thôi kệ, hai bạn cho nhau cơ hội đi ha. Út Mai cũng vậy, cho bạn cơ hội. Gia đình lúc nào cũng ủng hộ. Sau lưng Út là có nguyên một đại gia đình. Cái truyền thống gia đình là quy luật cho tất cả đều đại đình hết. Chứ hiện giờ là mấy chuyện cũng đang coi trực tiếp. Tiếp tục nắm tay nhau, đi với nhau một đoạn đường thật dài. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chương trình. Cảm ơn quý vị, rất là vui ạ. Rất là vui khi mà Tường kết nối được cho những cặp đôi, mà đặc biệt là một trong số họ có những cái hoàn cảnh đặc biệt. Thì Tường thấy là cái áp lực trên đôi vai mình rất nặng, nhưng mà Tường cũng cố gắng để kết nối, làm tròn cái trách nhiệm của mình để cho họ có thể cảm nhận và tìm ra nhau. Hôm nay thì cảm xúc rất là tuyệt vời, đúng không quý vị?